Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Cha Cha TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại chủ đề ngày hôm nay thì có một cái câu chuyện thế này. Hầu hết là những người quan tâm đến chính trị thì đều biết tới cái tên gọi rằng là Bùi Thanh Hiếu, hay còn gọi rằng là người buôn gió. Người này thì nổi tiếng sau cái vụ Trịnh Xuân Thanh và đã từng một thời thì gọi rằng là một tay phản động khét tiếng, và hiện nay thì đang định cư tại Đức. Và không biết với một cái bài viết mới nhất của Bùi Thanh Hiếu thì đội ở bên kia suy nghĩ thế nào? Suy nghĩ thế nào? Dù sao á thì qua một quãng thời gian tôi quan sát cái này thì tôi thật sự là tôi không thích. Tôi nói thật với các bạn là tôi không thích, vì nó mang tính chất là chọc ngoáy, nó mang tính chất sẵn đó cái vân vân. Tuy nhiên như chia sẻ với các bác rất là lâu, tức là tôi nhìn việc không nhìn người. Có nhiều thông tin của Bùi Thanh Hiếu đưa ra sự là có chính xác, có một vài thông tin đưa ra là không chính xác. Dù gì tay này cũng rất là cẩn trọng với các thông tin, và nhiều khi cũng có những bài viết rất là khó hiểu. Và đây là cái bài viết mới nhất, và thật sự là trong một cái nó gọi là giới mà mình gọi rằng là giới dân chủ á, là đang truyền tay cái bài viết này và đang chửi Bùi Thanh Hiếu rất là ghê. Thế thì tôi cũng mạn phép tôi chia sẻ với các bác, mình nhìn việc không nhìn người, cái gì sai thì mình phải phê phán, nhưng mà cái gì đúng thì mình thấy rằng cũng ok. Và cái bài này thật sự là cũng khá là ok đấy. Tôi xin trích dẫn với các bác một cái bài như thế này nhé. Đầu tiên ấy, thì xin thưa bác thế này. Đầu tiên á là đây là một cái bài, đây là một cái nó gọi rằng là bức thư của Hoàng Văn Hoan nhá. Bức thư của Hoàng Văn Hoan thì đây là trích dẫn một bức ảnh như thế, và ở đây Bùi Thanh Hiếu có viết một cái bài rất dài, và trong này thì tôi xin chia sẻ với các bác. Không biết là những anh chị mà gọi rằng là theo dân chủ kiểu phương Tây thì anh chị nghĩ gì bài viết này, nhưng mà thật sự đây là một cái mà tôi thấy có vẻ như là họ không thích thú lắm, và thậm chí là nhiều khi chắc là họ nghĩ rằng là Bùi Thanh Hiếu là đặc tình của mình cài vào trang kiểu kiểu như thế. Tôi thì trích dẫn nha. Thư của Hoàng Văn Hoan gửi đồng bào cả nước vào tháng 8 năm 1979. Trung Quốc đánh Việt Nam thì vào tháng 2 năm 1979, tức là sau khoảng tháng 8 tháng. Tôi thì trích dẫn nguyên văn này. Một thì trong thư ông Hoàng Văn Hoan viết ông Lê Duẩn gây sự ở biên giới Tây Nam để kiếm cớ đánh chiếm Campuchia. Điều này thì ông Hoan xuyên tạc hoàn toàn. Ngay sau khi Việt Nam thống nhất vào 30 tháng 4 năm 1975, chỉ một hai ngày sau đó thì Khmer Đỏ đã gây hấn ở đảo Thổ Chu, bắt đi toàn bộ là 500 người dân Việt Nam ở đây mang đi. Đến năm 1979 thì Việt Nam mới biết chúng đã giết hết số dân Việt Nam này. Đến năm 1977 thì quân Khmer đồng loạt tấn công biên giới Tây Nam tại Việt Nam, tàn sát hơn 3.000 người dân Việt ở Ba Chúc, chiếm đóng dài ngày, sau đó rút về vì quân đội Việt Nam phản kích. Liên tục từ đó đến năm 1978 thì quân Khmer Đỏ đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào làng xã Việt Nam, giết hại dân Việt. Khi bị phản kích, chúng lại kéo đi. Việt Nam không dám tràn qua biên giới, việc diễn đi diễn lại nhiều lần, Việt Nam mới quyết định đánh sang Campuchia. Đây là nội dung số 1, và tôi xin chia sẻ với các bác rằng là trên kênh Cha Cha TV cũng đã nhiều lần nói về chuyện này. Nhất là nhiều người nói rằng là chúng ta xâm chiếm Campuchia, thì tôi bảo không phải. Đặc biệt là sau khi mà Ukraine mà bị gọi rằng là Nga tràn quân sang ấy, thì tôi cũng đã chia sẻ điều này rất nhiều lần. Thế thì họ ví dụ rằng là những người bảo vệ Putin ấy, thì nói rằng là giống như kiểu Việt Nam tràn sang Ukraine, nhưng tôi bảo không phải. Cuộc chiến tranh của Việt Nam là cuộc chiến tranh phản kích tự vệ. Đừng có vì yêu nước Nga quá, đừng có mà yêu Putin quá mà đồng loại hai cái này. Tổng cộng là xin thưa với các bác rằng là rất nhiều lần, phải đến hàng chục lần và hàng trăm lần chúng tràn qua biên giới, tức là Campuchia lúc đó, tức là chế độ Pol Pot lúc đó là xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam. Và chúng ta là từ năm 1975 cho đến năm 1979. Đỉnh điểm là có đợt Pol Pot kéo 19 cái sư đoàn. Tôi xin thưa các bác là 19 sư đoàn sang Việt Nam. Thế thì lúc đó chúng ta mới tràn qua Campuchia để mà chúng ta diệt tận gốc cái ổ Pol Pot này. Tức là chúng ta đã nhẫn nhịn suốt 4 năm trời vì chúng ta là yêu hòa bình và chúng ta không muốn có một cuộc chiến tranh, nhất là với hàng xóm láng giềng. Nhưng đấy là việc chẳng đừng chẳng đã, cho nên là không nên đồng hóa hai cái việc này. Và trên cái trang TV cũng đã đầy đủ ở đây thì
Hiếu Gió đã phân tích cái việc này và nói rằng là cái việc mà mình là cái kiểu là phản kích tự vệ chứ không phải cái việc mà tràn qua biên giới, và bản thân Pol Pot lúc đó là xâm chiếm Việt Nam trước, tức là xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trước và giết hại người dân Việt Nam. Cái này tôi đồng ý với Hiếu nha. Thứ hai này, ông Hoan vu khống như là ông Hoan vu khống Lê Duẩn gây sự phía Bắc để chuẩn bị động viên hàng chục triệu người Việt Nam. Ông Hoan vu khống Trung à, vu khống ông Lê Duẩn gây sự phía Bắc để chuẩn bị động viên hàng chục triệu người Việt Nam chiến tranh chống Trung Quốc. Đây cũng là điều bịa đặt trắng trợn, vì khi Trung Quốc bất ngờ nổ súng đánh chiếm 6 tỉnh miền ở phía Bắc Việt Nam thì Việt Nam hoàn toàn bị động. Điều này rất rõ ràng và không cần phải tranh luận. Vụ bắt giữ những người trong vụ xét lại của ông Lê Duẩn thì cũng chứng minh đến tận lúc đó ông Lê Duẩn không hề thân Nga. Những người bị bắt là những người có quan điểm ủng hộ Tổng Bí thư Nga lúc đó là Khrushchev. Cho nên ông Hoan nói ông Lê Duẩn có ý chống Trung Quốc và theo Nga từ trước là không đúng. Có lẽ thái độ ông Lê Duẩn thay đổi với Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc giã tâm với Việt Nam hình thành trong đầu ông Lê Duẩn vào khoảng năm 1974, khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa đang thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp đến tháng 5 năm 1975 thì Khmer Đỏ do Trung Quốc nuôi dưỡng thì đã đánh chiếm đảo Thổ Chu. Cuộc chiến năm 1950 năm 1954 là của Tàu Tưởng với Tàu Mao với Pháp. Xem trận Thất Kê, Tràng Định và Điện Biên Phủ sau này thì thấy ý đồ của Pháp tại sao lại chủ trương đóng quân ở những tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Năm 1946, Tàu Tưởng thì đã ký hiệp ước với Pháp, đồng ý cho Pháp tiến vào phía Bắc Việt, thay thế cho quân đội Tàu Tưởng đã đóng ở Bắc Việt là 20 vạn quân. Đổi lại, Pháp phải trả lại cho Tàu Tưởng các tô giới và quyền khai thác kinh tế ở một loạt các tỉnh Trung Quốc cho Tàu Tưởng. Đến năm 1949 thì Tàu Mao đánh bật Tàu Tưởng khỏi lục địa. Năm năm sau đó là năm 1950, Tàu Mao đưa quân đội vũ khí sang Việt Nam để đánh Pháp, đồn trú tại các tỉnh biên giới phía giáp Trung Quốc. Cuộc chiến năm 1000 vân vân đó. Thì ở đây á, xin thưa với các bác rằng á, là xin thưa với các bác rằng á, là cái đoạn mà có thể nói không phải chúng ta muốn đánh ai cả, chúng ta muốn hòa bình. Nhưng cái việc mà Trung Quốc nuôi dưỡng Pol Pot và giết hại hàng ngàn người dân Việt, cộng với cả là chúng ta đang là Campuchia, cái chuyện này thì không phải bàn cãi nữa. Người nào có tư duy thì người ta đều nhận thấy cái điều này rồi. Và anh Hiếu Gió cũng phân tích đoạn đó thì cũng rất là ok. Và sau đó thì đến năm 1979 thì cuộc chiến của chúng ta đấy lại bắt đầu ở phía Bắc. Và ông nói rằng là trong ba cuộc chiến này Việt Nam vào thế là phải cuốn theo vì mong muốn đánh đuổi quân xâm lược ngoại bang đô hộ, thống nhất đất nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như tính mạng của người dân Việt Nam. Đó. Và ở đây ấy, ở hai cuộc chiến đầu tiên Việt Nam đã nhiều lần dao động muốn tìm kiếm hòa bình, có cuộc đối thoại với Pháp Mỹ, nhưng ông lớn Tàu Mao không cho vì muốn buộc Việt Nam phải thành Đức Phên Dậu che chắn ảnh hưởng của phương Tây đến Trung Quốc từ phía Nam, y hệt như người Nga muốn biến Ukraine bây giờ. Và nhìn lại ba cuộc chiến trên thì mong các dư luận viên là sáng suốt nhận ra sự thật bản chất vấn đề, đừng có cuồng Nga và Tàu quá đáng như là ông Đơn. Hai thằng này thì luôn sẵn sàng sử dụng xương máu người Việt để thực hiện bàn cờ chính trị thế giới của chúng. Cứ nhìn Cuba và Bắc Triều Tiên đói khổ thì mới biết. Và nếu Việt Nam thay đổi, cái câu này mới câu chốt này. Câu chốt này thì chắc chắn là nhiều anh chị là dân chủ là không thích. Nhưng trên kênh Cha Cha TV thì cũng nói từ rất lâu rồi. Đó. Nếu Việt Nam thay đổi và tự xóa bỏ chế độ hiện nay, chuyển sang tự do dân chủ, Mỹ và Trung sẽ nhảy vào như trước kia, nhưng sẽ không có chuyện dễ dàng chia hai miền rạch ròi như Bắc Triều Tiên, Nam Hàn để anh em miền Nam sống phơi phới đâu. Sẽ là cuộc chiến tương tàn, miên man cho đến khi bên nào theo Mỹ hay bên Tàu thắng thì mới thôi. Không nhanh được, cỡ cũng phải như Afghanistan thì vài chục năm. Thì mong em dân chủ nên cân nhắc bối cảnh quốc tế tại thời điểm này. Thế thì xin thưa với các bác rằng á, đây là một cái bài của Hiếu và cái câu chốt này á, thì đó là kiểu mà Phan Trang TV đã phân tích từ rất lâu. Nhiều người cứ bảo rằng là ô thay đổi chế độ đi. Tôi đã chia sẻ với các bác rất nhiều lần. Đây là phương trình rất nhiều biến. Thứ nhất, đừng tưởng nó làm được mà mình cũng làm được giống nó. Cái thứ hai nữa là khi mà kiểu như đa nguyên đa đảng thì chả lẽ là Tàu đứng yên, Mỹ đứng yên, bọn nó đều là những nước lớn mà nó có thể dồn đến hàng trăm tỷ đô vào để mà tài trợ cho một vài chính đảng rồi bắt đầu là làm mâu thuẫn và sau đó là chiến tranh loạn lạc. À, chúng ta là một nước và cả các nước lớn thì cái sự thông minh tức là chúng ta phải tự chủ,
của chúng ta. Tự chủ không phải rằng là chúng ta giàu có hay là chúng ta vân vân phải mua sắm nhiều vũ khí, chúng ta phải mạnh hơn nó, vân vân. Không phải thế. Mà là chúng ta phải biết cách cư xử và chúng ta phải có được cái chiến lược ngoại giao rất rõ ràng và đầy đủ. Đó. Theo phe nào cũng chả chết. Theo phương Tây, Mỹ đứng đầu cũng chết. Và theo Tàu thì cũng chết. Nếu theo Tàu làm sao mà chúng ta chơi được với cả Mỹ? Nếu theo Tàu thì chúng ta làm sao mà ký hiệp ước chiến lược toàn diện với cả Hoa Kỳ, rồi với Úc, rồi là với Nhật, rồi với cả Ấn Độ, với cả Nga, vân vân. Chúng ta đâu có theo phe đâu. Đúng không? Rồi đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thì là đại sứ quán Mỹ lớn nhất thế giới. Thế nếu mà chúng ta mà theo Tây thì làm gì có cái chuyện mà Tàu nó vẫn cứ ngồi nói chuyện với chúng ta. Như bây giờ tiếp Tổng Bí Thư gọi rất là ok, vân vân. Cho nên ấy, chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta phải có được chiến lược ngoại giao rất đúng đắn. Và cái này là quan trọng. Tức là ngoại giao cây tre, tức là chúng ta có cái nguyên tắc ngoại giao và công khai với cả thế giới. Chúng ta chân thành, chúng ta chia sẻ. Và nguyên tắc 4-0 của Việt Nam là nguyên tắc rất rõ ràng và đầy đủ. Trong thế giới được càng phải chân thành thì càng tốt. Anh mà cứ lươn lẹo, anh cứ lươn khươn. Cái thứ hai nữa là tôi xin trả lời một số người bảo rằng là cứ theo Mỹ mới tốt hay vân vân thế. Theo Mỹ thì sau này nó bảo vệ mình ấy. Đấy, kiểu kiểu thế. Thì sau này có chuyện nó bảo vệ mình ấy. Tôi xin lỗi. Như Ukraine bây giờ này. Bây giờ nó suốt ngày nó dọa và nó rút vũ khí. Thế là thôi. Có bảo vệ không? Còn lâu mới bảo vệ. Xin thưa với các bác như thế. Và khi mà chúng ta theo như vậy thì tức là chúng ta trở thành quân cờ của nó. Quân cờ là gì? Tức là tôi thích di anh ở chỗ này thì tôi di, tôi thích anh di ở chỗ kia tôi di. Nó chỉ di được mình khi nó kiểm soát mình. Tức là chúng ta phải theo phe của nó thì chúng ta phải nghe theo lệnh nó. Nhưng nếu đây chúng ta không theo phe thì nó không làm gì được mình cả. Và đấy là cái độc lập. Rất hiếm nước nào trên thế giới này có được cái sự độc lập như Việt Nam. Tức là độc lập trong cả chiến lược ngoại giao, độc lập trong tất cả. Và đấy là cái điều rất khó, cực kỳ khó, nhưng mà chúng ta làm được. Và công sức thì đó là cả hàng triệu người Việt Nam. Hàng triệu người Việt Nam đã ngã xuống để như bây giờ. Và xin thưa với các bác, nếu có những kẻ phá hoại mạnh nhất thì đó chính là giặc nội sâm. Và tại sao trên kênh Nhân Thân TV, các bác vào kênh thì các bác sẽ thấy ngay rằng là trên kênh Nhân TV đều nêu rất là rõ, đều nêu có thể nói rằng là rất là rõ bốn cái thế lực thù địch của Việt Nam đó là cái gì, bốn cái thế lực thù địch Việt Nam đó là cái gì. Tôi xin chia sẻ với các bác, nếu các bác vào kênh CCTV Vlog thì các bác sẽ thấy ngay cái điểm này. Xin chia sẻ với các bác. Thì các bác vào kênh CCTV Vlog thì có thể thấy ngay. Tôi đây. Trong cái phần mà ở đây nó có cái phần mà tuyên ngôn của các trang trang TV thì một video clip khoảng độ tầm hơn 30 phút thì khá dài. Trong đó tôi đã phân tích rất là đầy đủ, rất là cụ thể về mọi cái vấn đề về trang trang TV. Đó. Và trong đó thì có những cái thế lực thù địch như thế nào. Đó. Rồi các câu hỏi, các hoạt động thì ở đây đều rất là rõ ràng và rất là mạch lạc. Và tôi hy vọng rằng và nhận thức này của tôi là nhận thức có từ cách đây khoảng 4 năm khi thành lập kênh Nhân Trang TV chứ không phải là mới đây, và tôi vẫn kiên định theo nó theo từng cái chi tiết một. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta theo đa nguyên đa đảng, theo Mỹ là tốt. Đừng nhìn thấy hàng xóm có cái gì mà chúng ta bắt chước theo. Thế rằng hàng xóm đi buôn đất đất nó giàu, thế là mình đang là cái chỗ này, mình đang là thợ mộc, mình lại bỏ theo nó đi buôn đất, cuối cùng là mộc trả ra mộc và đất trả ra đất, kiểu thế. Đã. Hoặc là giống như anh Vượng giàu đấy, bắt chước anh đi làm đi, có lấy được dự án nhanh như thế không? Công thức của anh thì đơn giản thôi, đó là lấy được đất, sau đó là phân lô bán nền, rồi là xây dựng một số khu vân vân, dựng nó lên thiết kế xây bán nhà hết. Nhưng mà giỏi thì làm đi. Nên cái câu chuyện này không phải là dễ vì nó phù hợp với văn hóa, địa chính trị vân vân. Chúng ta phải phân tích thật kỹ để thấy rằng là chúng ta là một nước nhỏ, tức là chúng ta ở trong một cái cục diện, một cái thế cục của thế giới, chứ không phải là chúng ta một mình chúng ta sống được. Đó là chuyện riêng chúng ta. Cho nên chỉ cần hé một cái ra thôi. Tại sao kênh TV nói rằng là chúng ta phải duy trì cái quyền lực một đảng. Bởi vì một đảng mới tập hợp được tất cả các lãnh đạo, như là tập hợp được cái sức mạnh của toàn dân tộc. Một đảng là xin thưa bác là có được cái quyền lực tuyệt đối. Nhưng cái quyền lực này nó phải được trao cho những người tử tế, tức là những người cộng sản chân chính.
Và những người cộng sản chân chính là gì? Là như Bác Hồ, như Bác Trọng, như Bác Giáp. Thì quyền lực phải được trao những người đó. Thì lúc này chúng ta mới phát triển được. Tức là người cộng sản chân chính nó như vậy. Còn những người khác thì chưa chắc đâu. Thì như các bác nhá, chưa chắc đâu. Nhiều khi họ có huy hiệu đảng. Thế nhưng mà họ thực tế không phải đảng viên vì họ không có những cái phẩm chất phẩm giá. Có như vậy. Cho nên tôi gọi họ là ngụy đảng viên, tức là đảng viên giả hiệu, tức là ngụy đảng viên. Tôi điều tâm sự với các bác, nhưng có vẻ như là cái bài viết của anh Bùi Thanh Hiếu là làm cho họ gọi rằng là rất nhiều những anh chị dân chủ là cái mũi, bởi vì nó lấp tẩy cái chỗ đó. Chúng ta không cần theo Mỹ, không cần theo Trung Quốc. Chúng ta cẩn thận với các mối quan hệ, giữ vững nguyên tắc của mình. Về đó thật với các bác, theo phe là chỉ có chết. Theo phe là chỉ có chết. Tự hủy hoại đất nước. Và việc nhả quyền lực ra cho các đảng khác là cũng chết nốt. Thì là tự hủy hoại chế độ. Và đa nguyên đa đảng là chúng ta chỉ có cái nước đầu rơi máu chảy. Và không chỉ một năm, và cả thế hệ con cái chúng ta. Chúng ta cùng lắm chúng ta sống như tôi đây, cùng lắm sống 20-30 năm nữa chết. Mình sống đủ rồi. Nhưng con cái mình thì mới có mấy tuổi thôi. Cho nên phải giữ được cái sự hòa bình cho con cái. Nên tại sao cái Trang TV phải quyết tâm chống bốn cái thế lực và đặc biệt tập trung vào chống nội xâm là vì như thế. Cảm ơn các bác rất nhiều.